Dạ, mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Ngọc nha. Sẽ có một số hoa giấy cây mini để bàn rất là đẹp quý anh chị em. Lô này giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, em chào chị. Chị chào Thái ạ. Em chào cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay nhà vườn em có số hoa giấy ghép thành phẩm mà em muốn giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ em. Địa chỉ nhà vườn em là ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp ạ. Số điện thoại của em cũng là 0706 763012 ạ. Em mong cô chú ủng hộ em ạ. Rồi, đầu tiên mình lên mã số 1 ha. 1D quý anh chị. 1 giờ nha. 1D. Quanh cỏ 11. Rồi, cao 65. Tấn ngang 35. Mã 1D em xin giao lưu là 200k ạ. Kim cương đỏ quý anh chị em. Cây bao phiếu vận chuyển toàn quốc nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã số 2 ạ, 2D. Cẩm thạch 5 màu á. Mình có em ra được là 14 ạ. Cao là 60. Tán ngang là 30 ạ. Mã 2D em xin giao lưu là 250k ạ. Gồm cẩm thạch tím sen, cẩm thạch đỏ, cẩm thạch vàng, cẩm thạch cam và cẩm thạch trắng quý anh chị em. Mã số 3. Tiếp theo em lên mã số 3D ạ. Cẩm thạch nhiều màu. Gồm một cặp quý anh chị em, mã số 3 gồm một cặp nha. Mình có em đo được là 13. Cao là 58. Tán ngang là 29. Mình có em đo được là 10. Cao là 51. Tán ngang là 27. Cặp 3D em xin giao lưu là 250k. 250k một cặp. Sakura và Lycan, cẩm thạch hồng, cẩm thạch tím, cẩm thạch tím tuyết, cẩm thạch trắng. Mã số 4 gì? Thêm lên mã số 4D ạ. Gồm tiết 3 màu ạ. Mình có em ra được 11. Cao là 52. Tán ngang là 26. 3 màu tiết siêu bông quý anh chị em. Cái này có Milo 3 tiết nha. Mình có em ra được 11. Cao là 52. Tán ngang là 27. Mã 4D em nhìn giao lưu là 240k. Một cặp 2 cây luôn, bao phí vận chuyển về tới nhà quý cô chú anh chị mình luôn nha. Em lên tiếp mã 5D ạ. Một cây tím bốm quý anh chị em. Phồn toàn tròn đặc à. Cổ em đo được là 18. Cao là 75. Tán ngang là 40. 5D em xin giao lưu là 250k. Với em lên mã 6D ạ. Cẩm thạch tím siêu bông, phôm toàn nón quý anh chị em. Kẻ bóp ở trên. Mình có em đo được là 16. Cao là 86. Tán ngang là 42. Mã 6D em xin giao lưu là 300k ạ. Tiếp theo em lên mã 7D ạ. Gồm một cặp hồng ngân và tiểu Ấn Độ anh chị em. Có em đo được là 10. Cao là 47. Tán ngang là 25. Có em đo được là 10. Cao là 51. Tán ngang là 24. Mã 7D em xin giao lưu là 250k. Gồm một cặp ạ. Tiếp thêm lên mã là 8D ạ. Lá gấm quý anh chị. Này nó mới lú bông rồi cô chú anh chị.
cổm là được 11, cam là 53, tán ngang là 26. Một cặp rất là đồng luôn. Cổm đo được là 10, cao là 56, tán ngang là 27. 8 dê em xin giao lưu là một cặp là 280k. Nên tiếp là mã 9 dê ạ. Là một cặp kim cương 5 màu ạ. Cổ em đo được là 13, cao là 50, tán ngang là 28, cổ em đo được 12, cao là 46, tán ngang là 27. Mã 9 dê em xin giao lưu là một cặp là 280k. Còn có kim cương tím, kim cương trắng, kim cương đỏ, kim cương vàng của anh chị em. Nó kêu gì? Em lên thêm mã 10 dê ạ. Một cặp 2 màu. Mình có em đo được 10, cao là 47, tán ngang là 28, bờ lai canh và cẩm thạch tím siêu bông. Cổ em đo được là 10, cao là 48, tán ngang là 26. Mã 10 dê em xin giao lưu là 240k, gồm một cặp cô chú anh chị. Mã 11 đó. Một cặp ngũ sắc của anh chị em, 5 màu thái à. Không có em đo được 11. Cây mini. Cao là 55. Tán ngang là 28. Cổ em đo được là 12, cao là 51, tán ngang là 30. Mã 11 dê em xin giao lưu là 260k. Tiếp theo em lên mã 12 dê. Cẩm thạch tím siêu bông phom tàn nón à, kẹo búp chân quýnh em. Mình có em đo được là 13, cao là 86, tán ngang là 39. Mã 12 dê em xin giao lưu là 300k. Em lên tiếp là mã 13 dê. Cẩm thạch 5 màu ạ. À. Cổ em đo được là 16, cao là 57, tán ngang là 36. Mã 13 dê em xin giao lưu là 250k. Em gồm có là màu cam, màu tím sen, màu đỏ, màu trắng và màu vàng ạ. À. Tiếp theo em lên mã 14. Quay ruby hồng. Ruby. Red pizza của anh em, một cặp. Có em đo được là 13. Cao là 49. Tán ngang là 28. Có em đo được là 10. Cao là 43. Tán ngang là 27. Mã 14 dê em xin giao lưu là 220k. Em lên tiếp là mã 15 dê. Một cặp 3 màu tiết quý anh chị em. Có em ra được 11. Cao là 56. Tán ngang là 31. Cổ em đo được 12. Cao 59. Tán ngang là 28.
Mã 15D em xin vô lưu là 260k. Mã 16D ạ. À. Cành hoàng lá ngọc. Ba màu anh chị em, trắng, hồng và đỏ nha, Imaret. Cây mini. Một cỡ em đo được là 8. Cao là 47. Ngang là 24. Cổ 9. Ngang 4, cao 46. Ngang 24 ạ. À. Mã 16D em xin giao lưu là 200k ạ. À. Gồm một cặp nha cô chú anh chị. Thêm lên 17D ạ. À. Một cây hấu đỏ anh chị em, một màu. Ăn kẹo búp à. Có em đo được là 15. Cao là 71. Tán ngang là 51. Mã 17D em xin giao lưu là 250k ạ. À. Tiếp theo em lên mã 19D ạ. 18. Ủa 18 nha. Lửa 3 màu, này lửa 4 màu. Có em đo được 11. Cao 45. Tấn ngang 31. 4 màu lửa anh chị em. Cổ đo được 10. Cao 42. Tấn ngang 25. Mã 18D em xin giao lưu là 220k. Lên mã 19D ạ. Cổ đo được là 10. Cao là 47. Tấn ngang là 24. Cổ em đo được là 10. Cao là 47. Tấn ngang là 26. 19D em xin giao lưu là 240k ạ. Cẩm thạch nhiều màu anh chị em, cam cà vồng, cẩm thạch trắng, cẩm thạch tím siêu bông. Sakura Black Can. Tiếp thêm lên mã 20D ạ. Dưa hấu 3 màu ạ. Màu đỏ, màu hồng và màu vàng nha. Có em đo được 10. Cao là 50. Tán ngang là 27. Có em đo được 12. Cao 47. Tán ngang là 29. Mã 20D em xin giao lưu là 260k. Mã 21D. Cẩm thạch tím siêu bông, vàng nón rất là tròn, rất là đặc à. Có em đo được là 12 ạ. Cao là 80. Tán ngang là 36. Mã 21D em xin giao lưu là 250k ạ. Mã 22D là kim cương 5 màu ạ. Có em đo được 12. Cao là 59. Tán ngang là 33. Cổ em đo được 12. Cao là 58. Tán ngang là 30. Mã 22D em xin giao lưu là 300k ạ. Cơm có màu vàng, màu trắng, màu đỏ, màu tím và màu hồng ạ. Tiếp theo em lên mã 23D ạ. Cẩm thạch tím siêu bông tàn nón tiếp theo anh chị em.
Thằng cổ em đo được là 13. Cao là 88. Tán ngang là 44. Mã 23G em xin giao lưu là 300k ạ. Tiếp theo em lên mã 24G ạ. Tiêm tuyết lá cam thạch dòng siêu bông. Em có em đo được 12. Cao 64. Tán ngang là 30. Mã 24G em xin giao lưu là 200k ạ. Dạ thì mã 24G cũng là mã cuối clip của em ạ. Em mong cô chú ủng hộ em ạ. Dạ em cũng xin cảm ơn cô chú đã ủng hộ em clip vừa rồi. Em xin chân thành cảm thật cảm ơn. Rồi 24 mã số đại diện cho nhà vườn của chị Ngọc. Thì ngoài những cây trên clip, trên live thì vườn còn số lượng khá là nhiều. Quý anh chị em nào cần nguồn Tết á, thì cứ liên hệ trực tiếp nha. Vườn của chị rất là đa dạng, nhiều dòng mới nha quý cô chú anh chị em. Đây là tổng thể vườn ha, số lượng rất là nhiều. Quý anh chị em có điều kiện thì mình đến vườn mình xem nguồn sỉ nha. Thái Vi chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo của nhà vườn chị Ngọc nha.